Đã có cô gái tìm ra cách trả lời cực chất cho câu hỏi bao giờ lấy chồng. Cộng đồng mạng kiểu, năm sau lại bị hỏi câu khác cho mà xem, thoát làm sao được. Bài hát Bao giờ lấy chồng của ca sĩ Bích Phương tuy đã ra đời được 5 năm nhưng vẫn chưa bao giờ hết hot khi nói lên nỗi lòng của rất rất nhiều cô gái mỗi dịp Tết đến xuân về. Và có lẽ câu hỏi bao giờ lấy chồng luôn là một bài toán khó của nhiều chị em khi bị 7749 các cô dì chú bác họ hàng, thậm chí cả hàng xóm đặt ra mỗi dịp đầu xuân. Chị em thì truyền tay nhau đủ bí kíp để né câu hỏi này vì khó quá trả lời làm sao được. Thế nhưng mới đây, một cô gái đã tìm ra cách trả lời cực chất khiến ai nấy trầm trồ. Đang trong bữa cơm, giữa một đàn em út lít nhít thì cô chị lớn phồng phao vẫn mặc quần yếm ngồi ăn cỗ uống coca với đám nhóc. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, miếng thịt gà còn chưa kịp đưa lên miệng đã bị chặn ngang xương bởi câu hỏi của bà bác. Khi nào lấy chồng người ta? Ôi trời ơi! Với những tình huống như thế này thì bạn nên bình tĩnh, tự tin, biến hình kiểu phép thuật wing như cô gái. Trả lời như thế này thì chị là nhất rồi, ai đưa được đâu. Nó ở cái tầm. Tuy nhiên, cộng đồng mạng có kinh nghiệm thì chia sẻ rằng rồi năm sau sẽ lại bị hỏi câu khác kiểu khi nào sinh con, khi nào ông bà có cháu bé, cho mà xem. Các bạn nghĩ sao về tình huống này? Comment chia sẻ với Tán TV cũng như tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.